chào. Hôm nay Lân sẽ giới thiệu cho các bạn một buổi. Các bạn đoán xem trong ba lô mình sẽ có những cái gì để dành cho những người mới bắt đầu chơi xe đạp nha. Không phải dành cho người mới đạp xa mà người mới bắt đầu chơi xe đạp. Tức là lần đầu tiên khi mà bạn bước chân ra khỏi nhà thì bạn cần những cái món đồ gì? Để xem nè, trong ba lô Lân là những cái gì? Nếu như mà ngoài những cái thứ mà Lân mặc trên người thì nó sẽ tương tự như thế nào? Rồi, thứ nhất là một cái ba lô. Một cái ba lô trong đây nó chứa đựng nhiều thứ cần thiết, có thể là lớn, nhỏ, tùy theo mọi người. Nhưng mà nếu mà cái ba lô nó vừa phải thì các bạn có thể chứa được những cái món đồ cần thiết và vừa phải. Còn ba lô đừng quá nhỏ mà đừng quá lớn, tuyệt đối không được lớn quá. Vì mình đi xe đạp mà mình mang cái ba lô lớn quá thì mình sẽ vướng víu và nặng nề, không có thoải mái khi mà đạp xe. Rồi, cái gì trong ba lô thì mình sẽ giới thiệu nha. Đây, mình sẽ chuẩn bị những gì. Thứ nhất, đó là đơ vớ để đạp xe. Đơ vớ, xong rồi một đôi giày. Một đôi giày, ví dụ như đôi giày của Linh đây. Thì đây là một cái đôi giày trekking. Bạn có thể sử dụng một đôi giày trekking hoặc là một đôi giày thể thao bất kỳ nào đó. Đó, ví dụ như đôi giày của bạn này thì đôi giày chạy bộ cũng có thể sử dụng để đạp xe được. Vì là mình chưa phải là một người chơi chuyên nghiệp thì mình không cần phải có một đôi giày chuyên nghiệp. Rồi, cái thứ hai đó là đôi găng tay. Đôi găng tay á, thì các bạn có thể sử dụng găng tay dài để che nắng được, hoặc là có thể sử dụng găng tay ngắn. Găng tay ngắn thì găng tay ngắn đâu nào? Một đôi găng tay ngắn thì nó sẽ có nửa ngón thôi. Ví dụ như cái đôi găng tay này, để mình mang vào cho các bạn xem thử nha. Đây là một đôi găng tay ngắn mà các bạn cần phải sử dụng để có thể là dễ sử dụng điện thoại, dễ móc tiền trong túi để trả tiền phà, tiền đò, tiền nước đó. Còn một cái đôi găng tay dài á, thì cần phải có một cái chức năng, đó là có cái touch nè. Bởi vì bây giờ mình hay sử dụng điện thoại thông minh á, thì mình cần có cái touch để mà khi mà mình không cần phải tháo ra tháo vô, nó sẽ thoải mái hơn. Còn cụ thể như thế nào, cái chi tiết là mình cần lựa chọn cái găng tay như thế nào, nó còn nhiều cái hay hơn nữa ở trong cái clip tiếp theo nha. Còn bây giờ mình chỉ giới thiệu sơ qua như thế thôi. Rồi, cái tiếp theo nữa đó là một cái khẩu trang. Một cái khẩu trang thì các bạn có thể là chọn cái khẩu trang như thế này đây, hoặc là một cái khẩu trang nó có tác dụng là chống tia UV, tia cực tím. Đây là một cái khẩu trang chống tia cực tím mà dành cho sân golf á. Nó hơi đắt tiền một chút, nhìn nó đơn giản nhưng mà nó đắt tiền. Nó ngang đây thì nó phủ xuống cổ nhiều hơn, nó có rộng ở phía dưới nè. Rồi, cái tiếp theo nữa là một bộ đồ, có thể là một bộ đồ sơ cua. Đây là một bộ đồ mình mặc bình thường rồi, mình cần phải có một bộ đồ sơ cua. Đối với nam hay nữ, nếu mà mình đi ra khỏi nhà mà mình đi đường xa khoảng 5-70 cây gì đó, mình nên có một bộ đồ sơ cua để khi mà mình gặp sự cố gì trên đường thì mình còn có. Bộ đồ sơ cua như thế nào thì cũng sẽ có một cái chi tiết khác trong một cái clip khác nha các bạn. Rồi, tiếp theo nữa đó là một cái bình nước. Một cái bình nước thì các bạn cũng cần phải có một cái lựa chọn nào. Bình này xinh quá. Cái bình này á, thì có thể là các bạn chứa nước đá đã đông để của ngày hôm trước tủ lạnh, hoặc có thể là một cái loại nước chuyên dụng nào, ví dụ như là nước saffron hay là nước hoa đậu biếc gì đó, để mình có thể uống, mình thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái gì đây, mình có nè, một cục sạc dự phòng thì là nên có, các bạn nên có. Bởi vì trên đường đi, mình đi xa khoảng 5-70 cây thì mình sẽ chụp choẹt rất là nhiều, và mình cần có cái điện thoại thông minh. Thì khi đó mình sử dụng điện thoại thông minh để mà chỉ đường nè, để sử dụng chụp hình thì nó sẽ mau hết pin. Do đó là các bạn nên có một cục sạc dự phòng. Rồi,
để xem mình còn cái gì nữa không nè. À, đây là một cái ống tay dài để dành cho các bạn mặc áo tay ngắn. Mặc áo tay ngắn ví dụ như thế này, để mình làm thử cho các bạn xem nha. Một ống tay ngắn thì đối với những người ta mặc áo tay ngắn như thế này thì họ cần phải có một cái ống tay giả như thế này để mà chống nắng. Có thể là các bạn mang theo kiểu như thế này, kéo dài lên, hoặc có thể là không cần xỏ ngón thì đây đó, mang như thế này rồi kéo dài lên đó. Cái ống tay này rất là thoải mái, các bạn có thể cơ động lúc nào thích thì mang kéo dài lên, còn không thích thì thả nó xuống, rất là thoải mái. Rồi xem trong ba lô mình còn những cái thứ gì cho những người cơ bản mới đầu chơi nữa nha. Rồi một vật không thể thiếu, đó là kem chống nắng. Kem chống nắng là mình có thể bôi trước khi ra khỏi nhà, và cứ mỗi 2 tiếng một lần thì mình sử dụng kem chống nắng này để cho nó có tác dụng là chống nắng và làm cho khuôn mặt mình nó tươi tắn hơn. Rồi đây là tất cả những cái gì cơ bản dành cho những người mới bắt đầu chơi xe đạp. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Trong clip sau mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dành cho những người nâng cao hơn, tức là những người mà chơi xe đạp lâu năm thì cần thêm những cái thứ gì để cho mình có một cái trải nghiệm việc đạp xe thú vị hơn, vui vẻ hơn cùng với bạn bè, hoặc là mình có thể mình tự mình đạp mình cũng được, nhưng mà phải có một cái trải nghiệm thú vị thì các bạn mới ham đạp xe nhiều hơn nữa, chứ không thì chỉ đạp 5-10 cây rồi lại chán. Vậy nha các bạn, xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn.